Đi xe số thì hơi dơ giống mấy thằng chạy xe ôm. Dơ ấy còn què. Quan trọng là tiền đầy túi. Thích ăn phở, thích uống cà phê, uống cà phê. Còn kệ mẹ thiên hạ, ai nói gì nó nói. Mình thì mình cứ sống cho bản thân mình thôi. Sáng đi làm ấy, tiền vào quán dừa rồi làm hai quả dừa. Xong là mình mới trêu chị chủ quán ấy. Chị ơi, em mua một quả có được miễn phí một quả không? Chị ấy bảo là để mai chị đi với ngủ với thằng hàng dừa ấy. Rồi chị cho mày miễn phí cả tải luôn. Xong ấy bà chị bà kêu với mình là thằng hàng dừa nó chê chị già chị xấu nên là nó không cho ngủ. Bút cuốn nợ. Thì hôm nay đi ăn bún bò Huế ở chỗ Cầu Giấy Tô Hiệu ấy. Quán này ở Âu Hiền Tô Hiệu ấy. Thấy ông Mười bảo quán này ăn ngon nên vào ăn thử. Thì trước thì mình cũng biết là quán này có cái thương hiệu rồi. Nhưng mà cũng chưa bao giờ nên hôm nay vào ăn thử. Mình thì thường một là ăn sớm, hai là ăn muộn ấy. Không bao giờ ăn lúc tầm tầm giữa trưa đâu. Thì hôm nay ăn lúc 10 giờ mà nên quán khá là vắng vẻ. Gọi ông Mười bảo ăn bát vừa ăn thử thôi xem như thế nào. Mẹ kiếp. Chơi hẳn hai bát mỗi bát 50.000. Đã vậy còn chơi thêm 10.000 quẩy nữa chứ. Giờ sáng đến giờ đã được đồng quái nào đâu. Kiểu bên nước dùng ra nước dùng cảm giác kiểu hôm nay nguội. Bún bò Huế cũng như các quán khác bình thường thôi. Có mọc miếc, giò tai, giò tiếc các kiểu đấy. Nước dùng thì mình ăn cảm thấy nó ổn ổn. Nó có nguội cảm giác ăn không được ngon cho lắm. Mình thích ăn nóng cơ. Cảm giác đối với mình hôm nay quán này ăn không được ngon. À, anh phải ăn 10 đúng không? Anh chơi pin không ăn 10 đúng không? Không ạ, đây là anh Hâm ạ. Không phải anh 10 ạ. Anh 10 anh không biết ạ. Không phải ạ, em không biết. Không phải, không phải. Đang ăn có hai anh chị đã nhận ra anh em mình ấy. Anh em bảo xem TikTok, anh thấy anh em mình. Mình bảo mình không chơi TikTok ấy. Anh bảo là vừa xem TikTok của chúng mình một lúc xong. Thì mình bảo là mình có biết TikTok là cái gì đâu. Anh mới bảo mình là anh đợi anh tìm ra TikTok mày, mày chết với anh. Xong là mình cứ ngồi mình cười. Một lúc sau thì mình mới cho anh TikTok, anh tìm ra thì đúng, anh bảo là đúng mày rồi. Anh bảo có dịp ra cửa hàng anh mời Vitamin Go Go. Úi dồi anh ơi, cái món này em khoái lắm anh ạ. Anh cứ lên lịch này em lên đồ luôn. Còn với cái bún bò hôm nay ăn cảm thấy không được ngon. Nếu cảm giác 50.000 thì hai bát này hơi phí. Chắc là nó không hợp với khẩu vị của mình. Còn bây giờ tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một ngày thật là tốt lành.